Tối ngày 21 tháng 2, Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng vừa có quyết định dừng việc dạy học trực tuyến đối với học sinh khối lớp 1, lớp 2 và không dạy kiến thức mới bằng hình thức trực tuyến với học sinh khối 3, 4, 5 cấp tiểu học từ ngày 22 tháng 2. Về vấn đề này, đại diện Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng cho hay, thực tế dạy học trực tuyến trong những ngày dừng đến trường do dịch Covid-19 vừa qua đã phát sinh quá nhiều bất cập. Theo nắm bắt của lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng, các em học sinh lớp 1 và 2 còn quá bé để tự sử dụng thành thạo máy tính cũng như các thao tác kỹ thuật trong quá trình học với thầy cô giáo. Trong khi đó, bố mẹ các em do bận đi làm hoặc những công việc khác nên không thể thường xuyên ở nhà để cùng học với các con. Ngoài ra, nếu việc chuyển thời gian dạy vào buổi tối muộn cũng không hợp lý do một số phụ huynh khác không thể đáp ứng. Khi quyết định dừng dạy học trực tuyến, Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng yêu cầu các giáo viên gửi chương trình, bài tập cho phụ huynh, rồi phụ huynh sau đó sẽ in ra giao cho các con làm. Các con làm xong, phụ huynh lại gửi cho giáo viên.